Đây là một cái kiện hàng mới về ha. Và như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ mua thử chiếc điện thoại Nokia ASA 302. Và đây là cái phiên bản không có pin ha, với mức giá rất là rẻ luôn. Cái phí ship thì mình sẽ hiển thị trên màn hình cho bạn xem nè. Và nó để là nghe gọi tốt thì để xem nó như thế nào. Và cái sản phẩm ASA 302 này với những cái bản mà với những máy mà hình thức còn đẹp với mức giá rất là cao, nên mình mua thử cái chiếc rẻ nhất ở trên Shopee thì nó sẽ như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ khui hộp ra ha. Một chiếc điện thoại có cái cấu hình đó, trang bị vi xử lý 1GB, nó chính là chiếc điện thoại S40, có cái cấu hình có thể gọi là mạnh nhất chủ trụ Nokia cổ. Đây, nó đây các bạn. Wow, một cái phiên bản màu đỏ, có thể là gọi là màu hồng cánh sen á. Và bên trong thì chúng ta sẽ không có gì hết ha, chỉ có máy thôi. Và nó được bọc qua bên trong một cái lớp ni lông nữa. Đây, về cái hình thức thì nó cũng cũ rồi. Hình thức phím này nó đã bị tróc rồi, nhưng mà từ đó có thể biết được chiếc điện thoại này là vỏ riêng của Nokia này ha. Cái bàn phím của nó thì các bạn nhìn nè, rất là giống với Nokia E72 ha. Nhưng mà nó không có cái phím đa nhiệm đâu. Bàn phím thì đã tróc rồi. Đây là phím 4 chiều, phím QWERTY nha. Phím QWERTY, phía trên này có logo của Nokia nè, lo thoại nè. Trên đỉnh máy thì chúng ta sẽ có cổng sạc jack tai nghe 3.5 và cái cổng kết nối micro USB. Cái viền của nó thì đã bị tróc rồi ha. Phần này là phần nhựa mà cái viền giả kim loại á. Phía sau thì chúng ta sẽ có camera 3.2 megapixel và không có đèn LED. Thì các bạn có thể nhìn là cái camera thì nó cũng đã bị giống như là bị trầy. Bị trầy nhưng mà nó không có bị trầy ngay chỗ, nó chỉ trầy cái kính xung quanh thôi chứ không có trầy cái kính chỗ vị trí của cái cảm biến. Logo của Nokia, lo ngoài của nó ở đây. Mở ra thì cái nắp pin của nó nè, nắp lưng của nó bằng kim loại và sẽ là nhôm ha. Rồi, ở đây là chúng ta sẽ có cái khe SIM nè. Bây giờ mình sẽ thử gắn SIM cho các bạn xem nè. Đẩy về đây, cái khe SIM này là đúng cái chất lượng của Nokia luôn á. Và nó sẽ sử dụng cái chuẩn SIM lớn. Mình sẽ mở nó ra và các bạn sẽ có, đây có cái hình hướng dẫn nè. Chúng ta sẽ nhét cái SIM vô như thế này nha. Đó, nhét vào. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kéo lại, lắp SIM ha. Và hiện tại cái thiết bị này là thiết bị không pin, cho nên mình sẽ sử dụng cái chuẩn pin là BL4CT, một cái viên pin của Nokia. Thì cái kích thước nó nhỏ hơn rất là nhiều luôn. Để mình thử khởi động nguồn đồ lên xem là nó như thế nào ha các bạn. Coi được hay không. Có thể là nút này sẽ kim luôn nút nguồn. Đó, vậy là lên ha. Nếu các bạn không, các bạn có thể mua cái viên pin, cái chuẩn pin mà BL5G ở trên Shopee với mức giá khoảng vài chục ngàn trở lên. Còn không, các bạn có những cái viên pin khác của Nokia thì bạn có thể làm như này và dán băng keo hai mặt để sử dụng cũng được. Đó, đây là cái thiết bị của chúng ta nè. Hiện tại thì gắn cái viên pin vô là mình đã gắn SIM rồi đó các bạn. Gắn SIM rồi và mở khóa đặc trưng của S40 nè. SIM Viettel hiện lên nè. Nó hỗ trợ mạng 3.5G luôn nè các bạn. 3.5G có chữ H luôn nè ha. Mạng tốc độ cao luôn á. Thiết bị này hỗ trợ rất là nhiều cái kết nối tốc độ cao. Ví dụ chúng ta sẽ có kết nối wifi. Bàn phím mặc dù cũ nhưng mà bấm rất là im ha. Bấm rất là im. Rồi bây giờ sẽ thử thực hiện một cái cuộc gọi đến 900. Để coi thiết bị này, cái shop để là nghe gọi tốt thì nó sẽ thể hiện như thế nào trong cái phần gọi nha. À, cái âm, cái này là tăng giảm âm lượng nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe cái chất âm. Bấm phím 3 để báo mất máy, bấm phím 4. Thấy là cái lo của nó là chất lượng rất là ngon ha. Và trong cái phần tùy chọn của S40 nè, thì chúng ta sẽ có nè, để coi có ghi âm cuộc gọi không. Khác. Có nè, ghi âm nè. Và có cả cái tính năng lọc âm nữa ha. Lọc âm là để cho cái môi trường mà nghe của chúng ta nghe gọi á, nó sẽ bị ồn. Thì cái này sẽ lọc những cái âm thanh, những cái tạp âm hết, kích hoạt những cái này lên thì rất là hợp lý luôn ha. Ghi âm với cái định dạng là AMR, cái chất lượng cũng thấp thôi. Rồi bây giờ kích nút này, nút kết thúc cuộc gọi ha. Gọi nè, kết thúc cuộc gọi nè. Mặc dù nó tróc nhưng mà mình vẫn nhớ được dòng thời gian. Đây là tấm ảnh á, những cái hình ảnh á. Vậy là cái hình ảnh của shop thì cái người bán thì vẫn còn ở trong đây. Cái giao diện của Nokia mới ngày xưa nè. Bây giờ mình sẽ vào
cái phím nó tróc hết thì bấm cũng hơi khó khăn ha. Thăng 0000 thăng. Rồi, Nokia 302 và không có chữ ASA ha. Và cái thiết bị này là ngày 23 tháng 1 2012 nè, RM813. Đó, chúng ta sẽ kiểm tra cái số email nè. Sao thăng 06 thăng. Đó, các bạn có thể check lại cái số email lúc nãy ha, 4582. Đây là một thiết bị trùng email luôn. Lo nói chung là nghe gọi thì vẫn tốt ha. Nó có dính mật khẩu gì không? Sao thăng 7370 thăng. Đó, đó là cái cú pháp sao thăng 7370 để khôi phục tất cả những cái dữ liệu. Và cái mã bảo vệ mặc định của Nokia sẽ là 1 2 3 4 5. Đó, đang vui lòng đang khôi phục cài đặt vui lòng chờ. Vậy là chúng ta sẽ không có bị vướng mật khẩu gì hết ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ trong giây lát để thiết bị này khôi phục lại. Không biết là cái viên pin này, cái dung lượng nó có đủ để chúng ta khôi phục hay không, tại vì nó cũng còn không có nhiều lắm ha. Cái màn hình thì các bạn có thể thấy đây, đôi bàn tay nắm nhau, màn hình thì có vẻ như bị hở sáng ở khúc dưới nè, tiếng Anh, tiếng Việt. À, khi mà chúng ta khôi phục cài đặt gốc thì nó chọn lại cái chủ đề mặc định của nó là cái chủ đề màu đỏ luôn ha. Thôi ngày giờ thì mình cứ lưu lại đi, một hồi mình sẽ cho tự động cập nhật ngày giờ ha, 2012. Rồi bây giờ thì nếu mà mình khôi phục như vậy thì tất cả những cái hình ảnh nội dung của chủ thì trong đó thì không còn nữa, thì vậy cũng tốt thôi. Bây giờ mình sẽ vào cài đặt ngày giờ, cài đặt ngày và giờ thì mình sẽ cho là tự động truy cập ngày giờ bật nè, để cho nó khôi phục tự động chứ khỏi mất công, thì để một hồi nó sẽ khôi phục. Và đây là cái giao diện của nó nè, màu đỏ đúng như cái vỏ luôn ha. Giờ mình sẽ vào thử camera để xem là tính năng camera nó còn đã đổi vị trí sang nè. Đó, cái giao diện camera của nó, chụp thử tấm ảnh nha, đang lưu cái tốc độ 1 bit. Rồi bây giờ sẽ xem chi tiết nè. 1.4 m, độ phân giải của nó là 3.2 megapixel. Có một cái giao diện nó sẽ hơi mượt mà ha, tại vì xử lý tốc độ cao mà. Rồi bây giờ sẽ xem cái phần quay video nè. Bộ nhớ trong của nó quay được khoảng 18 phút 49 giây. Rồi mình sẽ ngưng ha, để xem thử coi cái chi tiết của video này. Dạng của nó là 3GB ha, định dạng là 3GB. Rồi. Ngày xưa khi chúng ta sẽ có cái kho ứng dụng nè, một lưu trữ này để vào để tải nè, chúng ta sẽ có tích hợp sẵn WhatsApp nè. WhatsApp thì hiện tại thì mình nghĩ là không còn hỗ trợ đâu, cái này để mình sẽ test sau. Nãy giờ nó vẫn chưa có cập nhật ngày giờ thì mình sẽ chỉnh tay luôn. Bây giờ ngày hôm nay là ngày 18 nè, 03 nè, 2022. Hiện tại là buổi chiều ha, 3, 4, 5 giờ 38 chữ B B lưu lại. Rồi bây giờ đã cập nhật ngày giờ cho nó rồi. Internet thì nó tích hợp cái trình duyệt Opera Mini. Rồi chắc là cái video mình sẽ tạm kết thúc ở đây. Và trong cái video tiếp theo á, mình sẽ xem thử là mình sẽ đi về chi tiết hơn về cái thiết bị này, cũng như là khi mà so sánh với, ví dụ mình sẽ so sánh nó cái tốc độ 1 gig của nó với khi mà xử lý mở ứng dụng này kia với một cái thiết bị là E72 với vi xử lý là khoảng 600 MHz thì nó sẽ như thể hiện như thế nào ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi video.